Nam em bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vì nghĩ cho Nam Anh, không thể phá vỡ giấc mơ của chị gái. Đây là giấc mơ của anh chị mà rất lâu rồi, cô ấy chưa thực hiện được. Mà tự nhiên mình bước vào cuộc thi, mình nói là chị em như vẫn là thí sinh cạnh tranh với nhau thì mình thấy không nên vậy. Các cuộc thi Hoa hậu luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Theo đó, những cặp chị em mỹ nhân V-Biz cùng nhau đi thi các đấu trường nhan sắc trong nước gây chú ý hơn cả. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 hiện là đấu trường nhan sắc nhận được đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ. Bên cạnh độ chất lượng cao của dàn giám khảo, Miss Universe Việt Nam năm nay còn gây chú ý khi có sự góp mặt của những chiến binh đầy tiềm năng cho ngôi vị cao nhất. Gây tiếc nuối khi không tham gia thi, Hoa khôi nam em khiến nhiều người đồng cảm cho lý do đằng sau. Cụ thể, mới đây mạng xã hội đã lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh hậu trường show diễn Gõ cửa 90 của nhà thiết kế Đinh Văn Thơ. Trong đó, nam em chia sẻ về việc mình không góp mặt tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Dù được đặt nhiều kỳ vọng, cô cho biết bản thân mình dù có tình yêu to lớn với Miss Universe nhưng quyết định rút ở phút 89 vì nghĩ cho cảm xúc của người chị gái song sinh. Cô tâm sự, em suy nghĩ rất nhiều về việc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Phút 89 là em cũng tính thi rồi, nhưng em nghĩ đến cảm giác của nam chị trước. Lỡ nam em được giải gì mà nam chị không được thì cũng buồn. Đây là giấc mơ của nam chị mà lâu lắm rồi vẫn chưa thực hiện được. Là chị em nhưng vào cuộc thi cạnh tranh với nhau thì mình thấy không nên vậy. Giờ em sẽ đứng phía sau để hỗ trợ cổ vũ cho nam chị. Vì người nhà em được thắng thì em còn vui hơn em thắng nữa. Em yêu gia đình em lắm. Khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đang diễn ra vòng sơ khảo, cô cũng thường xuyên nhắn hỏi và động viên chị gái. Thực sự em rất yêu Miss Universe nhưng đành bỏ lại phía sau, nên em nói với nam chị là cố gắng đi thi, không chỉ cho mình mà còn cho tôi nữa. Bạn mà được Hoa hậu thì cho tôi đội ké vương miện, người đẹp bộc bạch, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng chuẩn chỉnh cùng những kỹ năng network, kinh nghiệm hoạt động trong làng giải trí. Nam Anh được hy vọng sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi năm nay. Người đẹp cũng gây chú ý khi xuất sắc giữ vị trí thứ nhất cuộc thi ảnh online của Miss Universe Việt Nam. Hy vọng là ở cuộc thi này mình sẽ có thể tỏa sáng được và lan tỏa được những giá trị đẹp cho cuộc sống. Dày dặn kinh nghiệm trong quá trình làm người mẫu trước đó, Nam Anh được giới chuyên môn đánh giá cao. Cô còn chia sẻ thẳng thắn, tôi đến cuộc thi với mong muốn góp tiếng nói sức mạnh của một người song tính, có sự nhạy cảm của một người con gái và chút mạnh mẽ của trong con người tôi. Tôi đến đây để viết tiếp cuộc đời mình bằng những trang hành trình đầy nhiệt huyết và chinh phục những thử thách lớn lao. Ngoài có nhan sắc, vóc dáng nổi bật, Nam Anh, nam em còn sở hữu giọng hát hay và đang dần trẻ hướng thêm trong lĩnh vực ca hát. Điều này trở thành lợi thế cho hai người đẹp dễ dàng giành được ngôi vị cao nhất tại cuộc thi sắc đẹp. Nắm tay em chuyển hướng đi cho mất nhau, sao mai về đâu? Đẹp sau lưng anh mọi bận bề mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Last light, wherever hold me down. This wizard of fire, I got the strength of feeling. Bạn nghĩ như thế nào về quyết định không thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 của Nam Em? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.